Sawadee ka. Xin chào tất cả mọi người đang xem kênh YouTube của Jamie Ploy. Đầu tiên xin cảm ơn tất cả mọi người đã ủng hộ mình làm video clip tiếng Thái. Trong thời gian vừa rồi thì mình không có thời gian để làm video clip nào mới cả. Có một vài em nhắn tin hỏi về tiếng Thái, thắc mắc là tại sao trong thời gian này không thấy chị ra video clip nào mới nữa. Tại vì công việc chính của chị cũng có khá nhiều việc nên là chị chưa có thời gian để làm. Mãi cho đến ngày hôm nay thì chị mới dành một chút thời gian để làm video clip. Cũng mong tất cả các em thông cảm cho chị. Thật sự là chị cũng muốn làm video thường xuyên hơn để tất cả mọi người học tiếng Thái có thể học một cách liên tục mà không bị gián đoạn. Chị chắc chắn là chị sẽ cố gắng. Cũng cảm ơn tất cả các em, những bình luận của tất cả các em khiến cho chị cảm thấy có động lực hơn rất là nhiều. Và ở bài 3 này thì mình sẽ học ôn tập lại cách đọc của hai bài trước. Nếu mà các em chưa học đọc hai bài trước thì có thể xem link ở bên dưới này. Chị sẽ để link ở bên dưới caption để các em có thể tiện theo dõi. Bởi vì tất cả các bài học thì đều liên quan đến nhau, nên là nếu các em có thể học theo trình tự thì các em sẽ dễ dàng nắm bắt kiến thức hơn. Và ngoài ôn tập cách đọc đó ra thì ở bài 3 này mình sẽ có khá là nhiều từ mới, nên là các em nếu mà không nhớ được thì có thể xem đi xem lại video hoặc là lấy giấy bút ra để ghi lại, sẽ nhớ lâu hơn đấy. Ở hai bài trước thì mình đã học những chữ cái, ví dụ như co cày, đo địch, to tàu, ngo ngu, po pla, no nủ, mò má, po pan, ro rưa và các nguyên âm a, i, u, o. À, học cách ghép đọc rồi thì ngày hôm nay mình sẽ vào đọc và hiểu thêm về nghĩa của các từ đó. Từ đầu tiên là từ tà. Tà có nghĩa là mắt hoặc ông ngoại. Từ thứ hai, tà pù. Tà pù, tà có nghĩa là mắt. Pù có nghĩa là con cua. Tà pù có nghĩa là mắt con cua. Từ thứ ba, hủ tà. Hủ tà. Hủ có nghĩa là tai, tà có nghĩa là mắt, hủ tà, tai mắt. Từ thứ tư, tì tà pù, tì tà pù, tì có nghĩa là đánh, tà có nghĩa là con mắt, pù có nghĩa là con cua, tì tà pù có nghĩa là đánh mắt con cua. Từ thứ năm, ngù mì tà, ngù mì tà, ngù có nghĩa là con rắn, mì có nghĩa là có, tà có nghĩa là mắt. Ngu mì tà, con rắn có mắt. Từ thứ sáu, tô tà đi, tô tà đi. Tô có nghĩa là tên riêng con người hoặc là to và lớn. Tà có nghĩa là mắt, đi có nghĩa là tốt. Tô tà đi, tô mắt tốt hoặc mắt của tô tốt. Từ thứ bảy, tà tô, tà tô, tà tô. Tà có nghĩa là mắt. Tô có nghĩa là to hoặc lớn. Ta tô, mắt to. Từ thứ 8, ta đù ngù, ta đù ngù. Ta có nghĩa là ông ngoại. Đù có nghĩa là xem. Ngù có nghĩa là con rắn. Ta đù ngù, ông ngoại xem con rắn. Từ thứ 9, mi hủ mi ta, mi hủ mi ta. Mì có nghĩa là có, hủ có nghĩa là tai, tà có nghĩa là mắt. Mì hủ mì tà, có tai có mắt. Từ thứ 10, ma hả tà, ma hả tà. Ma có nghĩa là đến, hả có nghĩa là tìm kiếm hoặc thăm. Tà có nghĩa là ông ngoại, ma hả tà, đến thăm ông ngoại. Từ thứ 11, mà có nghĩa là đến. Từ thứ 12, pa, pa có nghĩa là đưa hoặc dẫn. Từ thứ 13, na có nghĩa là ruộng, na. Tài tiếp theo, từ thứ 14, mi ngu ma, mi có nghĩa là có, ngu có nghĩa là con rắn, ma có nghĩa là đến, mi ngu ma có con rắn đến. Từ thứ 15, na đi, na đi, na có nghĩa là ruộng, đi có nghĩa là tốt, na đi, ruộng tốt. Từ thứ 16, pù na, pù na,
Pu có nghĩa là con cua, Na có nghĩa là ruộng, Pu Na có nghĩa là con cua đồng. Từ thứ 17, Du Pu Na, Du Pu Na. Du có nghĩa là xem, Pu Na là con cua đồng, Du Pu Na xem con cua đồng. Tiếp theo từ thứ 18, A Du Ca, A Du Ca. A có nghĩa là cô và chú, có nghĩa là em của bố thì mình đều gọi là A, kể cả là con trai hay là con gái, là cô hay là chú mình đều gọi là A. Du có nghĩa là xem, Ca có nghĩa là con quạ, A Du Ca có nghĩa là cô hay là chú xem con quạ. Từ thứ 19, Mi Pu Na Ma, Mi Pu Na Ma. Mi có nghĩa là có, Pu Na con cua đồng, Ma có nghĩa là đến. Mi Pu Na Ma có nghĩa là có con cua đồng đến. Từ thứ 20, Hà Pu Na, Hà Pu Na. Hà có nghĩa là tìm kiếm hoặc đến thăm, Pu Na có nghĩa là con cua đồng. Từ thứ 21, Hà có nghĩa là tìm kiếm hoặc thăm, Hà. Từ thứ 22, A, A có nghĩa là cô và chú, A. Từ thứ 23, Ca có nghĩa là con quạ. Từ thứ 24, Tì, Tì có nghĩa là đánh. Từ thứ 25, Mì có nghĩa là có, Mì có. Từ thứ 26, Pì, Pì, Pì có nghĩa là năm. Từ thứ 27, Đi, Đi có nghĩa là tốt, đẹp. Từ thứ 28, Đu, Đi, Đi, Đu, Đi, Đi. Đu có nghĩa là xem, Đi có nghĩa là tốt. Đi, Đi, khi mà mình nói một từ lặp lại hai lần thì nó là cấp nhân đôi lên. Ví dụ như Đi, Đi có nghĩa là tốt, tốt, đúng không? Nhưng mà khi mà gắn với hoàn cảnh Đu, Đi, Đi thì nó sẽ là xem cho kỹ hoặc xem cẩn thận. Tiếp theo từ thứ 29, Mô Hổ, Mô Hổ, Mô Hổ có nghĩa là tức giận. Từ thứ 30, Ca Kỳ, Ca Kỳ có nghĩa là ca kỳ, như kiểu vải ca kỳ ấy. Từ thứ 31, Y Ca, Y Ca. Ca có nghĩa là con quạ. Khi mà mình có thêm từ y vào ấy, y ca thường thường là cách nói để gọi tên một con vật thôi, thì y ca này là cách gọi tên con quạ. Tiếp theo là từ 32, Ari, Ari. Ari là tên riêng con người. Từ thứ 33, Pamana, Pamana. Pa có nghĩa là đưa hay là dẫn, Ma có nghĩa là đến, Na có nghĩa là ruộng, Pa Ma Na đưa đến ruộng. Từ thứ 34, A Du Pu, A Du Pu. A có nghĩa là cô hoặc là chú, Du có nghĩa là xem, Pu có nghĩa là con cua, A Du Pu cô xem con cua. Tiếp theo từ thứ 35, A Hà Pu Na, A Hà Pu Na. A có nghĩa là cô hoặc chú, Hà có nghĩa là tìm kiếm, Pu Na có nghĩa là con cua đồng. A Hà Pu Na, cô hoặc chú tìm kiếm con cua đồng. Nếu mọi người thích video này thì đừng quên like và subscribe để ủng hộ cho kênh YouTube của Jamie Ploy. Và để cập nhật thêm những video học tiếng Thái mới hơn. Cảm ơn tất cả mọi người rất là nhiều. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những video clip tiếp theo. Bye bye!